Những năm qua, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái đã triển khai sâu rộng phong trào ba sạch, sạch nhà, sạch ngõ, sạch đường tới từng tổ dân phố, thôn bản. Đến nay, phong trào đã đi vào cuộc sống và làm thay đổi nhận thức của nhân dân về công tác vệ sinh môi trường. Cảnh quan môi trường của thị xã ngày càng khang trang sạch đẹp. Xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ là địa phương có 98% đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống chủ yếu bằng nông nghiệp. Để phong trào ba sạch đi vào hiệu quả và có chiều sâu, xã đã vận động cán bộ đảng viên gương mẫu làm trước để bà con làm theo. Các cán bộ đảng viên đã tích cực chủ động gương mẫu trong quy hoạch nhà ở, bếp ăn, chuồng trại chăn nuôi, công trình vệ sinh, nhà tắm. Hội phụ nữ xã cũng xây dựng mô hình điểm tại hai bản Đeo 2 và Đeo 3. Nhưng từ khi chúng tôi đã tổ chức tuyên truyền vận động, thực hiện các cuộc vận động này, thì hầu hết các hộ gia đình đã có ý thức trách nhiệm rất là cao. Và chị em, bà con dân bản, từng hộ gia đình đã quét dọn và thực hiện từ cái ngõ, đường làng ngõ xóm, phát quang sạch sẽ. Thôn Bản Sa, xã Nghi Lợi còn đưa phong trào vào trong quy định hương ước của thôn và nhận được sự đồng thuận trong nhân dân. Nhờ đó đến nay, cơ bản đường làng ngõ xóm của thôn đều xanh sạch đẹp, chất lượng cuộc sống ngày càng được nâng lên. 100% hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh, 113 trên 115 hộ có nhà tiêu, chuồng trại chăn nuôi đạt chuẩn. Về thực hiện chương trình công tác vệ sinh môi trường, đấy, để xanh sạch sạch nhà, sạch làng, sạch ngõ, thì thôn bản cũng đã tổ chức thực hiện cái chương trình hành động, đặc biệt là các chị em phụ nữ. Qua các buổi họp thôn thì thôn bản cũng đã tổ chức triển khai tuyên truyền cho từng hộ dân, từng người dân về ý thức về công tác vệ sinh môi trường, về xanh sạch đẹp, không lấn chiếm hành lang giao thông, không có gia súc gia cầm thả rông nhà ven đường, không được lấn chiếm hành lang giao thông, có ý thức bảo vệ trong thôn bản. Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân, cũng như phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên, đoàn thể, nên phong trào đã đem lại những hiệu quả thiết thực. Đường làng ngõ xóm khang trang, sạch đẹp. Người dân nhận thấy những tác động tích cực của phong trào đến cuộc sống của chính gia đình, thôn xóm, nên đã tích cực tham gia. 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt, cũng như là phong trào 503 sạch. Hội phụ nữ xã Nghĩa Lợi đã phát động phong trào tới toàn thể cán bộ hội viên phụ nữ xã thực hiện và đã khảo sát chọn địa điểm thôn Trao Hạ 1 ra mắt chi hội phụ nữ tự quản về công tác vệ sinh môi trường. Từ khi ra mắt chi hội phụ nữ tự quản, về nhận thức của hội viên phụ nữ được nâng lên từng bước. Hội viên đã có ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường chung và đã tự trong về quét dọn đường làng ngõ xóm. Và với phong trào là sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ và ý thức trong việc thu gom rác thải cũng như là giữ gìn vệ sinh làng xóm. Đến nay, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái đã hoàn thành 12 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trong những tiêu chí đã đạt được, có cả những đóng góp từ phong trào ba sạch của các đoàn thể, cán bộ đảng viên tại địa phương. Đây sẽ là động lực để đảng bộ và nhân dân thị xã Nghĩa Lộ giữ vững những kết quả của phong trào ba sạch và chương trình xây dựng nông thôn mới, tạo ra một diện mạo mới cho địa phương.